các con nghe cô lan đọc mẫu kết hợp quan sát bài viết để chúng ta luyện viết vào vở ô ly chúng ta bắt đầu nào nghe lời chim nói lắng nghe loài chim nói về những cánh đồng quê mùa lối mùa bận rộn đất với người say mê lắng nghe loài chim nói về thành phố tầng cao về ngăn sông bạt núi điện tràn đến rừng sâu và bạn bè nơi đâu và những điều mới lạ cây ngỡ ngàng mắt lá nắng ngỡ ngàng trời xanh thanh khiết bầu không gian Thanh khiết lời chim nói, bao ước mơ mời gọi, trong tiếng chim thiết tha. Nguyễn Trọng Hoàn. Các con chăm chỉ luyện viết hàng ngày để chữ đẹp. Cô Lan chúc các con chăm ngoan học giỏi và viết chữ ngày càng đẹp hơn. Cô Lan chào các con.